Hello anh em, và back to my channel anh em. Tưởng hơi xấu là chọn hai bạn nào. Truy hồn sớm à, ngon phết nhỉ. Ok đấy anh em ơi, Quillen 2 này, xong rồi con này 2 này, rồi con Zeal này đang khá là tín, cho Quillen nhá. Ê, chơi này thôi. À, sát thủ này nghĩ là cần được kẹp cả nguyên tố này, khá là tín. Đó, một con liên hiệp này, một con đỡ đòn này gì đó, ok nhá. Đỡ đòn này. Cân nhắc này. Mỹ chưa cần mua luôn, càng tí nữa mình cần mua. Chém được truy hồn một phát này. Ui, hai tay sấy quá, đau. May phải hai tay sách thánh em ấy. Đi có tìm một phát được không? Ui giời ơi, bạn ơi là bạn ơi. Cái thế nhở? Thôi chịu thua đi. À, mấy con tớ này không ưu ái gì lắm. À, cũng thế. Tiếc quá. Hẹn gặp lại anh xem sau chịu thua nhé. Mình có truy hồn, mình không lo đâu. A few moments later. Hai anh em đây, mình sau chịu thua, mình đang có mấy bạn như thế kia. Mặt này. Chơi này. Hiện tại mình có một cái truy hồn nên là mình cũng sẽ cân nhắc anh em ơi. Cân nhắc xem đánh gì, đánh thế nào. 4 đồ đúng không? 4 đồ anh em ơi, khả năng cao. Đợi 4 đồ thì thường mình hay thích đánh thú. Thường là vậy. Nhưng mà lại ra đồ cho đánh hắc ám à? Bắt mình xoay hắc ám à? 80, 83, 85 cũng chẳng cần. À, tùy xem gió thổi chiều nào thì mình thổi chiều lấy thôi em ơi. Chưa biết nào. Cung thì chắc là thôi. Trợ thủ thì hên xui chăng. Nguyên tố mình đang khá thích lấy này. Zeal kia nhưng mà chưa lấy được. Rát đấm một phát không? Phát đấy cũng không đẹp lắm ta. Floor 2 điên quá, Floor 2 nó có cái đồ kia. Ê, quả này mà ra Ngọc Đại phát là xong đấy nhá. Mình cũng có thể lật kèo được nhá. Không ra Ngọc Đại thì hơi hơi lo. Khá là cần. Chắc này ám đi. Thiếu mũ Ngọc Đại mà anh em, thiếu mũ Ngọc Đại. Đổ súng thật đấy. Thương, à, mày thế. Nhất còn cái thương cứu gỡ, cứu cứu vãn anh em ơi. Nhất còn cái thương cứu vãn. Ờ, thế thì bỏ thú nhá. Trợ thủ à? Cũng được em ơi. Lâu. Quả đấy mình xếp vẫn sai sai đấy em ơi. Quả đấy mình claw với cầm cái đồ kia. Nhưng mà mình chưa kịp xoay sang em ơi, hơi vội. Thua một trận nữa.
Bật nhiều máu quá, tốn máu quá anh em ơi. Bật Noman lên. Ui. Mà vẫn gỡ được anh em ơi, trận này về khả năng cao là vẫn gỡ được. Này sinh ra không có mana anh em ơi, này phải có mana đấy. Hoàng. Ma này hơi yếu anh em ơi, chúng ta chưa cho vào được. Lấy con trợ thủ kia đã. Lau gánh rồi anh em ơi, chúng ta lại đánh bằng lau, rát đấm một phát. Ali ulti đẹp nè. Thua tiếp cũng được nhưng mà phải còn một bạn thôi. Nên còn một bạn. Không, thắng luôn được này. Cắt chuỗi ở đây được rồi này. Okay. I'll take that, ok anh em. Cần ngọc đại đấy. 60 máu gỡ được. Nghĩ gỡ được. Coi 2 sớm. U trợ thủ sớm à? Ê xì bạn. Con 2 này quan trọng hơn anh em ơi. Sớm quan trọng hơn con 2. Bán thần nữa. Đang vẫn chưa gắt được cái chuỗi thua đâu nhưng mà cái tên bị ăn choáng ấy kìa. Lau ulti, ok, chết cả 2, chết cả 3. Lau cần hết được không nhỉ? Đi thẳng là được này. Ok này, dính chưa? Phải lau mình cầm máu tốt phết đấy. Cần bán thần. Cần bán thần và các thứ. Lau 2 này, khá tín này. Chưa bán thần. Lo cầm thương này. Nhưng mà không có pháp sư à? Tích thêm này. Na cót để sau nhé, sẽ giữ được con này không cần. Na cót trừ đây. Đó, kích Noman thêm tí anh em ơi. Để kích được cả Noman, kích được cả cái pháp sư này để cho con lau ulti liên tục nữa. Quan trọng cái đấy đã, đừng chưa có tu len anh em ơi. Tìm để roll tu len được mà. Mấy cái quan trọng hơn. Có tu len phát là cho rồi cho thằng con voi nhá. Phát này. Tu len. Chưa có tu len. Cân được em, cân được. Cân hơi điêu tí thôi nhưng mà bắt được cái thương kia thì ngon nhờ. Bắt được con Akot đấy mà ngon nhờ. Akot bắt đấy bên này à. Đây nhưng mà mình bắt được con Akot đấy là siêu ngon luôn đấy. Siêu ngon luôn đó. Lao xuống xiên được một bạn này. Lao ulti được luôn này. Rat đấm này. Một phát. Ok một đấm rồi được rồi. Lao xiên đẹp thế. Lại đây rồi. Để con Zeal đi. Cho em nhau voi. Thêm con Zeal nữa.
lau là không cần cái kia nữa này. Mặc dù cho đấy nó sẽ ulti được luôn, nhưng mà cũng nghĩ cho con Nakot sẽ lợi hơn. Mình sẽ cho Nakot nhé. Chỉ Nakot 2 đồ luôn cũng được em ơi. Nakot 2 đồ 60, 60 cộng tài 85. Làm nó ulti sớm. Các bạn cho con Void ulti sớm cũng tím. Tùy em ơi. Lau ulti phát, ok, một phát thôi là được. Phát nữa. Phát tím. Mình chắc không cần. Mình có con kia để kích rồi. Con thì kích thôi. Daxi mình cũng chưa mua nhá, để ý mà mua. Chứ chẳng muốn Zil. Cho cho em con floor kia. Hai floor thì xin luôn. Con xin một mạng. Thế là được. Voi xuống một ô cũng được. Con xin một mạng, con voi xuống một ô. Rồng 9 con. À, có 9 con. Hên xui em ơi, trận này vẫn hên xui lắm. Rock Wood được phát không? Lau ulti đẹp này. Tạo được, đẹp lắm. Được tốt hơn. Nakot xuống, mình có một do này. Làm này xấy đau đấy. Giờ phết anh em ơi, 39 máu là hơi hơi cảnh báo ấy. Nghe đồ cũng đẹp đây. Kích này để kích được nhiều cái nhá, được thêm 3 đấu sĩ đủ vệ cũng ok, nhưng mà 3 đấu sĩ cũng tính. Phát ra mình đầy 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 luôn. Thêm ám. Lò 4 đồ này. May nhất là mình trận này một cái là mình có truy hồn sớm. Không biết là không có truy hồn sớm là đi từ đời nào đấy em ơi. Đời nào rồi đấy. Nakot 2 à? Tạo con floor nhá. Trông kích hơi kỳ đấy nhá. Nó con floor đấy, trông chơi floor đâu, pha xong chơi nó khác. Mang rắc luôn. Rắc luôn. Voi luôn. Cho Nakot đi, Nakot ulti sớm hơn. Voi ulti sớm cũng quan trọng, nhưng mà Nakot ulti sớm quan trọng hơn. Hai thương được không? Hai thương là ngon này. Được anh em ơi. Được chứ. Voi. Bắt buộc cho con Zeal chứ chẳng phải con gì nữa nhỉ. Con Tulane à. Mẹ. Đây. Ok, khá tín em ơi. Khá tín. 4 hắc ám, 2 nguyên tố, 2 bán thần. Rắc hút được phát thì ngon. Sống anh em ơi, vẫn sống được rồi. Cần thêm Ngọc Đại. Ngọc Đại phát Nakot mình cứ ulti điên đầu luôn. Đây rồi, khả năng cao đấy. Choi cho Boy. Xong rồi đấy anh em ơi, đang xong rồi đấy. Bom ti sớm sớm đi. Mong là xong rồi. Mình cần rồng đúng không?
Trích là mấy con rồng nhé. 5 con rồng mà nó hơi khó nhỉ. Mà nên roll tiếp không anh em? 5 con rồng nghe nó cũng không quá cao sang đâu. 5 con rồng hiếm lắm. Thôi nó lên 9 nhá anh em nhá. Không đánh bằng rồng, đánh bằng lau và đánh bằng Nakoth tạm thôi. Mình kiếm hút đẹp thế. Nó phát này mày hút. Lau hại cũng khả nhóc anh em ơi, không sợ đâu. Tại vì bây giờ nhá, mình cho bán thần, à mình cho rồng vào thì hai đồ này mình vẫn phải cho con kia, mình cho con choi con rồng, truy hồn cho con rồng, nhưng mà rồng thổi hai ừ cũng được nhỉ. Ý tôi nhỉ. Ý tôi đó. Rồng đứng giữa. Nó có đứng đây. Rồng hai truy hồn cho rồng, rồng cầm choi. Rồng thổi luôn, diêu đứng đây, lau đứng kia. Đây đi. Diều này đứng tanh đấy, cũng chẳng cần bay xuống. Kích cái sát thủ cho con kia. Rồng này ổn được. Ok. Ai thương mắt bên này à? Sợ hãi thế. Ui, rồng thổi sống thế. Em vừa thấy rồng thổi sống thật đấy anh em ơi. Là có công ty đồ pháp này, mấy thế? Cũng dã man. Điên đầu. Có nhiều thương, nhiều sát thủ phết anh em ơi, chúng ta đang không biết phải chạy nào. Đường chạy cho mấy con tướng của mình. Ui 7 con rồng nè. Bạn kia vừa đi phát là cũng đi nhiều bạn xa xôi phết đấy. Đổi góc luôn nhá. Ui lau đây cũng được này. Thổi góc này cũng đẹp này. Lau này đứng tanh được, nó thổi ngang thổi dọc là cũng ok đấy chứ. Rồng thổi được một phát truy hồn này. Thề từ nãy con rồng mình nó thổi chứ được phát nào ra cái trò trống gì hay sao anh em ạ. Nó lỏ hút phải hút nó đấy. Hút nó, đúng rồi. Không đúng lắm. Ê con rồng mình lỏ vãi. Mình chưa hút được quả nào xịn luôn. Cay vãi trưởng. Tích được pháp sư nhỉ. Nó toàn mấy cái góc quái quỷ gì ý, chả hiểu sao. Ta đứng một cái chỗ mình không biết xử lý nào luôn ý. Nó toàn thổi mấy góc đâu phải. Cần Illu anh em ơi, tầm này có Illu cho con này, hai con này được truy hồn rồi Illu. Điên đầu. Này đi. Nó sẽ cao gần lên 2 đâu. Chúng ta cần con Illu luôn hay con gì đó. Truy hồn cho Illu. Kết cho Illu luôn. Tin tưởng Illu bằng mọi giá anh em ơi. Cho voi nhé, voi ulti sớm. Diêu đến đây đúng không? Diêu đến đây đi. Tưởng cái con bài bằng mọi giá anh em. Lassi chưa thấy đâu nhỉ. Rồng 2 này.
Con này mà lên được tiền thì ngon. Lên tiền mình có dòng 2 luôn. Không mình sẽ bán Omen đi nhá. Omen này lên 2 là gặp phụ thôi. Gần Omen lên 2. Bán là cót được. Cót gần 3 đâu. Dòng 2, 2 con này đi. Dasi em ơi, cần con Dasi. Đồ thủ nhá. Cần rất nhiều đồ thủ. Gaia cho con voi. Chia Gaia cho con Illu. Illu bây giờ quan trọng nhất này. Illu bây giờ tối quan trọng luôn đấy. Thật sự luôn đấy. Dasi đã này. Voi ra. Đây nó đổi thương bên kia rồi anh em ơi, chúng ta lại phải đổi thương bên đấy. Chúng ta lại phải đổi thương bên đấy nhá. Chúng ta không bị bắt mấy con kia. Có đứng đấy là đẹp rồi. Zil thì vào kích hệ thôi. Thực ra bây giờ có con Azenka ngon hơn là con Zil này. Kiếm Azenka anh em ơi. Illu được ulti 2 lần thì ngon. Sao truy hồn đánh người nó 3-4 truy hồn đánh người nó được. Một cái truy hồn hai ám mà có hút có choáng gì không? Đánh thường, đánh thường. Đánh thức nhỉ? Có cái phù thủy hay cái gì không ta? Cái di nguyên tố kia vô dụng quá. Cái thằng này phù thủy này. Trông đỡ vô dụng hơn một tí rồi đấy anh em. Con Volcat này thậm chí mình đẩy nó xuống cũng được, mình không có con gì cần bảo vệ. Con cát xuống cho nó chơi game đi. Chơi game mà dưới đáy đi. Chứ đứng ở trên cao nó không có rách cánh, không có gì để mà chơi cả. Xuống đáy mà chơi. Rắc mà hút được con... Hút được. Ôi ôi, gặp lớn thế. Illu tiêu phát được không em? Ôi à. Illu này Illu 1 nó không... Dù nó ném rất là đau nhá, nhưng mà mình cảm thấy vậy. Có một Illu 2 là mới tín được. Illu 2 mới ném được nhiều. Con khác này cũng rách thánh nữa. Con khác bên kia chơi điên đầu phút. Lily không cần đâu. Cần con Illu 2. Thên à? Ê Thên tín nhá. Thên tín. Cho Thên đi. Mình cho Thên đi. Thên thêm 1 thôi. Choi các thứ không cần. Chỉ hai đồ này cho Thên được. Voi chỉ cần ulti 1 lần thôi. Đang dùng 1 lần. Thên này mới cần ulti nhiều lần. Hay kết thì thôi cho Illu tin luôn. Nào thế nào, cố gắng bổ đi em. Một bổ này. Bổ thôi à? Đuối vậy sao? Thế là bổ đi. Chứ con Vong Cát này không có rách thánh. Chứ con Thên này nó còn có... Đây nó được một bổ 4.000 đam, hơi ít nhỉ? Quả bổ nó sẽ nhiều đam hơn. Cho anh dùng con cá tiếp vậy. Thên lại bỏ lại vậy. Đi rắc chưa thấy đâu này. Gặp Thên nữa. Sử dụng con kia đi. Đang lại trở trong con cá anh em ơi. Chứ con Thên này hơi vô dụng. Đồ này lại cho Thên một yếu á. Voi này thì cũng nhiều bạn anh cũng quá. Cần nhất còn Illu 2. Ok, cần nhất Illu 2. Thêm một sót tướng nữa thì mình cho thêm con Thên thôi. Thêm con Lily để kích con Illu 2, chờ con Illu 2. Bán hai con Thên đi lấy tiền không? Tiền ngon nhỉ. Trừ khi ra là con Thên 2. Có Illu 2 hơn thôi. Thêm sót tướng nhé, thêm để xem thêm sót tướng.
Cần đi lưu 2 hơn đã anh em ơi. Khác tính sau. Giáp của mệnh cho con cát này. Truy hồn cho rồng. Đổi gì đây? Thương giữ à? Thương đáy này. Rồng thổi được này. Ok, hai truy hồn thổi mặt con cát giờ anh em. Ok, hai con cát cũng không thành vấn đề. Một bạn. Bạn đã chờ đi rắc anh em ơi, chúng ta chờ đi rắc thêm một con pháp sư gì đấy, phù thủy gì đấy. Chắc thêm một Lily. Chắc nhất mình có con Illu 2 mình có rồi. Illu 2 4 đồ điên lắm. Bạn này mà vào được nhau thì ngon luôn. Bây giờ làm sao để vào bạn CQQ đập lạp la gì đây. Sách thánh nhá, cần phải sách thánh. Cho con cát. Con cát ở lại tanh được nhỉ, con cát ở lại tanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, con cát xuống đáy bên kia. Rồng thổi bên này, con này có thương này. Thế con cát xuống đáy đi. Cát xuống đáy sẽ quẩy con rồng đấy tín hơn. Con này, con này. Con này CP. Con này nữa. Hết tiền anh em ơi. Thổi này là đẹp bầu anh em ơi. Con cát mình xuống kia chơi được con cát này nhá. Con rồng mình sẽ thổi được con truy hồn và con cát này. Con thêm xuống kia không quan trọng. Thêm xuống kia không làm gì cả. Thêm xuống đây sẽ vào đây. Xong con cát mình đứng ở đấy. Thế là nó nhảy ở chỗ con cát. Đó, ăn choáng. Rồng thổi được này. Truy hồn vào con cát bên kia rồi này. Na cót này không có gì này. Con cát mình còn một cái giáp hồn mệnh này. Đánh thường này. Nhảy. Choáng. Ok. I'm about to make a name for myself here. Và cái này name for myself. Chúc kìa đánh cẩn thận. Khó thua thật, cái đội hình này khó thua thật. Tí hoặc ra tướng, ra đồ đẹp. Ra truy hồn. Như vậy thôi em cái mình nên kết thúc rồi. Em thích clip thì hãy like, subscribe. Và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.